Mến chào bà con và các bạn, chào mừng bà con và các bạn cùng đến với bản tin giá heo hơi ngày 4 tháng 3 năm 2024 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin chúng tôi xin gửi tới bà con và các bạn một số tin vắn đáng chú ý sau đây. Sau Tết, giá heo hơi đã tăng trở lại và đảm bảo người chăn nuôi có lãi. Hiện người chăn nuôi bắt đầu tái đàn, ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết trong tuần qua, xu hướng chung của thị trường heo hơi cả nước là tăng giá. Riêng miền Bắc, giá heo hơi tương đối ổn định do mặt bằng giá khá cao. Đến cuối tuần, giá heo hơi phổ biến 57.000 đồng 1 kg, một số ít địa phương giá 56.000 đồng 1 kg, tại thành phố Hồ Chí Minh, giá heo mảnh tại chợ đầu mối trong khoảng 68.000 đến 70.000 đồng 1 kg. Giá thịt heo như ba rọi 103.000 đồng 1 kg sườn non từ 133.000 đồng 1 kg, sườn già 92.000 đồng 1 kg, nạc vai 93.000 đồng 1 kg, chân giò rút xương 101.000 đồng 1 kg, ba rọi rút xương 160.000 đồng 1 kg. Tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 2, ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi cho biết, trước Tết, giá heo hơi vẫn còn thấp thì nay đã tăng trở lại, đặc biệt trong những ngày cuối tháng 2. Mức giá hiện tại đảm bảo người chăn nuôi có lãi nên bà con bắt đầu tăng đàn. Nếu đảm bảo tốt vấn đề an toàn dịch bệnh như hiện nay thì ngành chăn nuôi có thể yên tâm. Tính đến cuối tháng 2, trong khi chăn nuôi trâu giảm 2,6%, bò giảm 0,1% thì đàn heo tăng khoảng 4,8%, đàn da cầm tăng khoảng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cuối năm 2023. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký bản ghi nhớ các yêu cầu đối với vùng an toàn dịch bệnh lỡ mồm long móng có sử dụng vaccine và bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp. Trên cơ sở đó, Bộ đề nghị các địa phương tổ chức lựa chọn và xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, cấp huyện, để phục vụ xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật sang Trung Quốc. Theo ông Trinh, để tiến tới xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi heo, Bộ cần xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm này. Sau đây mời bà con và các bạn cùng xem giá heo hơi hôm nay. Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc, Bắc Giang đạt mức giá 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Yên Bái 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Lào Cai 56.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Nam Định 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên 57.000 đồng 1 kg, Phú Thọ 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Thái Bình 57.000 đồng 1 kg, Hà Nam 57.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Hà Nội đạt mức giá 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Ninh Bình 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Tuyên Quang 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Lạng Sơn 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Bắc Ninh đạt mức giá 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Điện Biên đạt mức giá 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, Hòa Bình đạt mức giá 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên, Thanh Hóa 56.000 đồng 1 kg, Nghệ An 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh 55.000 đồng 1 kg, Quảng Bình 55.000 đồng 1 kg, Quảng Trị 54.000 đồng 1 kg, Thừa Thiên Huế 55.000 đồng 1 kg. Quảng Nam 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Bình Định 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Khánh Hòa 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng 56.000 đồng 1 kg, Bình Thuận 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Đắk Lắk 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Gia Lai 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận 56.000 đồng 1 kg, Côn Tung 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam, Bình Phước 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Đồng Nai 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, thành phố Hồ Chí Minh 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Bình Dương 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Tây Ninh 57.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Long An 56.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp 57.000 đồng 1 kg, An Giang 56.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Cần Thơ 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Kiên Giang 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Hậu Giang 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Tiền Giang 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg trà Vinh 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Bến Tre 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Sóc Trăng có mức giá 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Cà Mau có mức giá là 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg.